đơn vị đủ sức ra để tổ chức giải đấu để đẩy mạnh phong trào đi lên. Điều đó khiến cho thành phố Hồ Chí Minh hơi thiệt thòi. Số lượng giải đấu của thành phố Hồ Chí Minh mình nghĩ rằng là hơi ít so với Hà Nội. Số lượng team chơi hát cũng vậy. Và đó là nguyên nhân vì sao Sài Gòn chỉ có cho mình 2 slot ở cái vòng chung kết quốc gia mà thôi. Thôi bây giờ thì chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu. Trận đấu có vẻ như sắp được bắt đầu rồi. Fate Clan sẽ là người bắn CT side trước. Trong khi đó Big sẽ là người bắn T side. Lên bom rất cơ bản. Các bạn thấy bây giờ đa phần cái top team người ta sẽ lên 4 cái giáp 1 và sẽ có một người lên kit duy nhất, và Karian là người lên kit với một quả smoke. Thường thì tất cả các captain sẽ là người lên kit với smoke. Và bây giờ chúng ta xem Big họ đang có khá nhiều bom, có lửa, có smoke, hai quả smoke lên từ Big. Không biết thì họ sẽ bị đánh như nào đây. Bằng những tình huống purify chiếm khu vực second mid từ sớm. Trong khi đó Fate Clan họ vẫn đang bắn với đội hình default cơ bản. Các bạn thấy một đội hình mặc định luôn. Một mid nối đó là Alu. Trong khi đó mid nhà đen đó là Rain. Kyo là người bắn lầu A. Bây giờ thì Big bắt đầu triển khai đội hình. Có một quả smoke ném vào rồi. Một quả smoke ném ra. Như vậy đây là quả smoke che nối. Bắt đầu tràn lên bom. Big bắt đầu quắc lên khủng bom xe A. Bây giờ thì chiếm được mid rồi. Chuẩn bị tràn vào bom hay không? Bây giờ thì lửa. Lửa ném vào pit. Tràn vào bom xe A. Vâng, bây giờ thì sẽ là một đống tàng gục pit rồi. Một bạn đi lên như Kyo nằm xuống. Tafen hạ gục lên rồi. Giờ làm tướng 4v3. Vâng, bây giờ thì Legia kết thúc được Karigan. Nhưng Alu đổi được mạng của Legia thành công ở vị trí connector. Và giờ làm tướng 2v3. Vâng, có kit đi từ Alu. Khi Alu vừa nhặt được kit của người đồng đội của mình, đó là Karigan. Bây giờ thì Alu có cho mình double kill rồi. Nico Alu gót bi thành công. Chỉ còn lại một mình Nick mà thôi. Vâng, Nick sẽ làm gì với tình huống này? Chúng ta xem. Nick nằm xuống bởi Nico. Và tỷ số như vậy là vâng, 1-0 dành cho các thành viên của team Fate Clan. Và đúng như dự đoán, hôm nay có vẻ như tâm trạng của Hoàng thượng Alu đang là khá vui. Một round đấu mà Alu có cho mình hai mạng để giúp cho Fate Clan đem về một cái hy vọng rất lớn. Và sau đó thì Nico tỏa sáng. Vâng, cận vệ trị giá 500.000 đô có một round đấu tỏa sáng kịp thời cùng với Hoàng thượng Alu. Hai người có cho mình 4 mạng và đem về round thắng đầu tiên của trận đấu dành cho các thành viên của team Fate Clan. Tỷ số là 1-0. Và bây giờ thì Big họ đang rao Eco. Vâng, các bạn thấy đang giữ tiền để rao 6 có thể lên được Funaka giáp 2. Một mình Legia là người up bomb trong rao này. Legia đang lên một smoke và hai quả flash. Đây sẽ là một tình huống đánh như thế nào đây? Bom đang là khá ít. Có lẽ là một tình tràn mít đơn giản thôi. Khi mà chỉ có một quả smoke thì mình nghĩ rằng Big họ sẽ đánh với lối chơi đó là ném quả smoke che nối, búp flash và tăng lên tràn lên mít. Liệu có như vậy hay không? Hình như là một tiếng muốn nhảy lầu. Hoặc là... và tôi mình vẫn chưa thể đoán ra được mong muốn của team Big trong round này. Có một tiếng muốn đi bê một mình đến từ Kip rồi. Đang hầu 4A trong round này. Một tiếng muốn fake banana đến từ vị trí Kip mà thôi. Mà giờ sẽ là một tiếng đánh A. Chắc chắn là như vậy. Kip đang một mình đi biter. Bắt đầu bỏ ra khu mid. Vâng, bây giờ thì giữ khu mid nối vẫn đang là Hoàng thượng Alu. Alu đang nhá rất nhiều. Alu vừa ăn một viên P50 vào chân, mất 25 máu. Một tiếng purify rất láo đến từ vị trí của Tafsen. Và bây giờ thì vâng, Big họ đang hầu khá lâu. Và thanh niên các bạn thấy Godby đang là người đứng mid. Vậy thì Legia người đang có bom đang đứng ở đâu? Vâng, Legia đã di chuyển với khung mid rồi. Legia bắt buộc phải ném bom cho đồng đội. Vị trí của Legia đang là vị trí support. Trong khi đó Fate Clan họ đang lùi sâu khu bom xe A. Và bây giờ Legia ném một quả smoke che khu vực. Đây là khu vực nối nhìn vào trong bom xe A. Và sau đó thì búp 2 của flash để cho đồng đội tăng vào. Smoke sẽ ném vào đây. Chắc chắn là như vậy các bạn ạ. Và sau đó thì 2 của flash sẽ búp vào để cho các thành viên Big họ tràn vào khu vực bom xe A. Và chúng ta hãy xem. Vâng, Kiyoshima đứng rất cục ở khu vực lầu A. Không mắc 7 đến 1 flash rồi. Nhưng ngay lập tức Rain đẩy ra là ủng Tafsen. Chưa có double kill. Rain có cho mình double kill rồi. Biển thì tăng vào. Kiyo smoke ư. Vâng, chơi láo với Hoàng thượng là đéo được rồi. Bây giờ mấy thằng này láo lồn này. Ui láo lồn này. Địt cổ chúng mày. Vâng, địt con mẹ chúng mày. Vâng, các bạn để thấy một tình huống rất láo với Hoàng thượng. Ném smoke rồi cuối cùng lại tự chạy qua smoke của chính bản thân mình. Thật sự là không thể tin được mấy thằng vô học này. Và tỷ số là 2-0 này cho Fate Clan. Vâng, không thể sử dụng những tactic óc bùi như thế này mà có thể hạ gục được Hoàng thượng Alu được. Dám đánh láo với Hoàng thượng Alu trong round đấu vừa rồi. Không thể thành công được. Vâng, tự ném smoke và sau đó tự bỏ qua smoke. Tactic vô học. Và bây giờ tỷ số là 2-0 này cho Fate Clan. Full buy dành cho các thành viên của team Big rồi. Vâng, bây giờ thì quyết định đi 5 second mid rồi. Không ai đi banana cả. Hình như là các thành viên Big họ đang muốn sử dụng tactic là bố mày đéo thèm đánh B. Mình nghĩ là như vậy.
đang đẩy ra Banana đến từ Fit Clan rồi. Biết Banana clear. Giờ thì sẽ làm thùng mách với 4A. Vâng, 4A đến từ team Fit Clan. Các bạn thấy Big không ngoài đi bề cả họ đi 4A khu vực này. 4C gần mid. Vâng, đây chính là tactic mà mình hay gọi là bố mày đéo thèm đánh B. Và Nico đang có một tầm nhìn đẹp. Vâng, Nico bây giờ thì Karigan Nico làm gì vậy? Vâng, một solo B là được rồi mà. Vâng, stack một người lên. Và stack một người lên đẩy ngược về khu Banana rất dị luôn. Rõ ràng là với tình huống B Banana clear này, tất cả các team trên thế giới họ đều sẽ làm một điều, đó là một người back về A và một người đứng ở đây để nhảy check. Nhưng mà không hiểu tại sao Fed Clan họ lại quyết định kẹp hai B trong tình huống này. Vâng, tactic bố mày sắp chỉ đánh A sắp được triển khai và chúng ta sẽ xem Big sẽ triển khai lối chơi tactic này có hoàn hảo hay không. Và giờ thì trả bom rồi. Vâng, bom lửa chúng. Ui nóng 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 thật kia, tránh ra, không được block tao. Vâng, một tình huống đồng đội block. Và bây giờ thì ăn quả bom lửa mất 70 máu đến từ Tap Sen. Đang cường mid đến từ Hoàng Thượng, Alu và Rain. Vâng, lần này thì Alu sẽ được Rain hộ giá. Một quả smoke che mắt Hoàng Thượng được ném ra. Và giờ thì Rain đang bị quay. Rain cần phải lùi lại, Rain đang bắn quá cường tiếng này. Chúng ta xem Rain. Rain có được một mạng của Tap Sen rồi. Trả lên mid, biệt đi Rain. Rain, Rain có được kill. Rain bắn đi yếu lên con mi. Alu là một con mi kêu. Alu có được kill rồi. Vâng, nhờ nếu Hoàng Thượng à, không được đâu. Bây giờ chỉ còn lại một mình thằng Nick thôi. Vâng, Nick nằm xuống với Karigan 3-0 hình như Fate Clan, một huống rất dễ dàng. Vâng, những tưởng là một quả smoke có thể che mắt được Hoàng Thượng Alu, nhưng như thế là không đủ. Vâng, đúng là với khả năng của một vị vua, Alu có khả năng nhìn xuyên smoke cực kỳ tốt trong tình huống vừa rồi. Hai mạng thật là đơn giản. Một tình huống mà hộ giá Rain đã thi đấu khá tốt. Rain chỉ có một khẩu pha mát mà thôi, nhưng Rain vẫn kịp có cho mình hai mạng và bắn yếu một player của team Big. Và giờ thì Big sẽ cũng ra full eco. Vâng, khả năng rất cao tỷ số sẽ là 4-0 dành cho Fate Clan. Khi mà round đấu này Big không có giáp. Vâng, bây giờ thì Godby đang uống muốn tì láo. Và giờ thì Alu, vâng, Hoàng Thượng có phát hiện ra tình huống bắn láo đây hay không? Và chúng ta xem, bây giờ Hoàng Thượng đang góc tường. Hoàng Thượng, vâng, nhờn rồi, bỏ mẹ rồi, cứu chấp, cứu chấp. Vâng, thằng này hộ giá kém quá. Vâng, bây giờ là một tình huống hộ giá không thành công của Rain. Bây giờ thì tăng xuống một tình huống phi láo. Và như vậy Legia nằm xuống 7 của Kiyoshima rồi. Vâng, một tình huống mà các thành viên của team Fake Clan không hộ giá kịp Hoàng Thượng Alu. Một round đấu mà Big Clan bắn quá láo, phi thẳng lên mid luôn. Và Alu hơi bị ngỡ ngàng thì cũng rồi. Bây giờ thì Karigan, một tình huống đứng trên smoke mà Karigan có nhìn thấy không? Vâng, Karigan không nhìn thấy Top Sen trong tình huống này. Smoke sắp tan rồi, bây giờ thì Karigan vẫn chưa phát hiện ra Top Sen. Và giờ thì Karigan đang đẩy ngược ra, kẹp 3 đến từ team Fate Clan. Giờ thì Karigan đẩy vào và kết thúc được Top Sen thành công. 2v4, khó cho Big rồi. Và giờ thí sinh tiếp theo nằm xuống là Nick, nhưng Kip gạo gục lên ở trong bóng xe. Kiyoshima có cho mình double kill, kết thúc round đấu với tỷ số 4-0 dành cho team Fate Clan một cách dễ dàng. Vâng, một round đấu mà hộ giá không kịp đến từ thanh niên lên. Một tình huống hộ giá không thành công. Vâng, đứng ngay cạnh mà không bảo vệ được chậm. Láo, qua láo luôn. Vâng, lần nữa là mà từ mai đuổi việc ngay. Bố mày mua thằng khác về, nhớ chưa? Tỷ số là 4-0 dành cho các thành viên của team Fate Clan. Bây giờ thì Big họ có triển khai tactic được 40 đéo thành hình B không? Như vậy hình như là các thành viên team Big họ muốn chiếm Banana rồi. Lần này thì Alu, vâng, đẩy thẳng ra mid rất tự tin luôn. Thằng nào nhờn, xem thằng nào có dám phi láo với chậm nữa hay không. Trong khi đó thì Rain đang lùi ở trong bom. Vâng, Rain đang bỏ mặc Hoàng Thượng solo mid một mình. Bây giờ thì Rain bắt đầu đẩy ra để cover cho Hoàng Thượng. Và bây giờ thì Alu đang di chuyển về bom xe B. Vâng, Alu đang hack não thành công đội hình của đội bạn. Một tình huống Alu di chuyển về bom xe B. Bạn ấy thấy, vâng, có vẻ như Alu Hoàng Thượng ngửi thấy mùi là chúng mày định đánh B rồi. Vác ọp về kê ngay lập tức. Và giờ thì các thành viên team Big họ đang đi 3-3 nào thì hôm nay đang muốn đánh vào B chăng? Alu đang góc kê ọp rất đẹp. Và giờ thì một quả smoke Chelsea Bay sẽ ném ra đến cái vị trí của Godby. Vâng, Alu sẽ trả bom hay không? Như vậy sẽ được có một quả smoke được trả ra đến Alu. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thì đang là Alu với cả Nico, bộ đôi kẹp bom sai B. Thay người hộ giá sau tình huống hộ giá không thành công của Rain. Bây giờ thì Nico sẽ là người hộ giá cho Alu. Hai smoke ném ra, một tiếng setup bom xe B cơ bản, nhưng có smoke được trả ra rất chuẩn và mình đến với thành viên của Fate Clan. Bây giờ thì có pee qua smoke không? Quyết định pee qua smoke rồi. Lửa được trả ra, vẫn kín mid luôn. Bây giờ thì Nico, úi giời đi đâu, không được đâu. Úi giời ơi, vâng, cả Nico nằm xuống rồi. Bây giờ thì tap xe có ra Nico. Tiếp tục gót đi ở Ocarina đi không? Alu bị quay, hộ giá, hộ giá. Thôi rồi, vâng, thanh niên hộ giá đã nằm xuống trước cả Hoàng Thượng. Một tình huống rất cố gắng nhưng Nico không thể hộ giá thành công. Và đó cũng là một round đấu mà Alu bắn rất thiếu hiệu quả, không đổi được một mạng nào với khẩu SWP. Quyết định xếp súng lên thứ hai player của team Fate Clan. Một round đấu hai bom CB không đổi được mạng, chỉ đổi được một mạng mà thôi. Trong khi đó thì thanh niên back về Karian một tình huống di chuyển rất hơi.
Và tỷ số là 1-4 dành cho các thành viên của Team Big trong map thi đấu Inferno lần này. Vâng, một tao đấu mà Alu đổi người hộ giá, đổi từ thanh niên Ren sang thanh niên trị giá 500.000 đô. Tuy nhiên thì kết quả lần này có vẻ như còn thê thảm hơn cả lần trước. Và là bây giờ thì Kiyoshima có xếp được không? Kiyoshima hình như đã lộ vị trí rồi. Kiyoshima nằm xuống bởi gót, bị mất luôn khẩu AK. Trở lại một mình Ren mà thôi. Ren đang bắn khá cục. Tuy nhiên Ren không quyết định đẩy ra bằng một rocket trước rất đẹp của Legia. Và nếu Ren trong tình huống vừa rồi tò mò một chút thôi thì chắc chắn Ren sẽ nằm xuống. Vẫn còn rất nhiều tiền dành cho các thành viên của Team Fate Clan. Bây giờ thì tiếp tục hoàng thượng Alu được drop một khẩu AWP. Vâng, vẫn được tin tưởng và được giao phó một trọng trách cực kỳ cao cả. Đó là bắn orb. Và bây giờ thì Alu có quyết định về đánh B nữa hay không? Vâng, sau tình huống đổi hộ giá không thành công vừa rồi. Và như vậy các thành viên của Big có vẻ như được đà lần tới. Giờ thì họ lại tiếp tục đi bà nà. Như vậy hoàng thượng ăn quả flash ăn mồm rồi. Vâng, mất một vị trí kê họp đẹp. Và giờ thì lùi lại. Ép mít nhanh, khi mít là rồi. Alu, vâng như vậy hoàng thượng chưa có mà. Bị đuổi rồi, cứu chân, cứu, hộ giá. Thôi bỏ mẹ rồi, thôi xong rồi. Các bạn thấy, lại không hộ giá không thành công. Thanh niên Ren dạo lại bắn kém quá. Có mỗi việc bảo vệ hoàng thượng thôi mà cũng đéo làm được. Thế này làm sao mà chơi game được. Tỷ số sẽ là 2-4 dành cho các thành viên của Team Big. Một tàu đấu mà các thành viên Team Big họ bắt bài. Họ bắn, họ biết rằng các thành viên Fake Clan họ đẩy 3 banana. Nên họ đã làm một điều rất láo, đó là phi thẳng lên mid. Và Ren trong tình huống rồi đã không hộ giá hoàng thượng kịp thành công. Lại một lần nữa rất là sơ sẩy. Để chúng nó đuổi, chúng nó đến tận nhà. Nó vào hẳn tận cung điện nơi hoàng thượng đang ngủ. Và nó đuổi, nó giết rất là khổ. Không thấy cận vệ đâu cả. Một tình huống Alu bị cô lập hoàn toàn. 2-4 dành cho các thành viên Team Big. Và chắc chắn Fate Clan họ vẫn đủ tiền để full buy trong round tiếp theo. Khi họ xếp thành công 3 khẩu súng trong round này. Vâng, Karrigan không biết có kiểu này là Karrigan đang cầm off của round sau này. Lại đưa off cho hoàng thượng bắn đấy mà. Tầm này thằng này làm sao dâm láo. Thằng này là thuộc dạng là cất vệ trưởng. Hộ giá cất vệ trưởng của đội bảo vệ hoàng thượng. Chúng ta xem Karrigan có chuyển off cho Alu hay không. Tiền thì vẫn đủ để lên 2014 nữa. Bây giờ Karrigan chuyển off cho hoàng thượng Alu rồi. Đưa off cho chậm, ngay lập tức là phải đưa ngay, không dám nhờn đâu. Tầm này là không thể láo được. Láo nó đuổi việc ngay. Và giờ thì Alu chắc là chán tắc Ren rồi, lại chuyển sang bom xe B rồi. Bằng toàn những thằng hộ giá kém chất lượng. Còn bây giờ chúng ta hãy xem Alu có quyết định đi Banana hay không. Đẩy Banana. Lần này thì Alu sang Banana rồi. Vâng, Kyo với Ren sẽ là hai người kẹp mid. Chúng ta hãy xem tình huống này, Alu vẫn đang là người có off. Vâng, như vậy không phải Alu, và Alu vẫn bắn mid nối. Mà Kyo với là người sang B. Hai lửa ném ra. Vâng, bây giờ thì bị yếu đến từ vị trí gót bì. Một tình huống bị ăn hai quả lửa và chỉ còn có 21 máu mà thôi. Bây giờ thì các thành viên của team Bích họ sẽ làm gì đây? Vâng, đây, chuối đến từ các thành viên Fate Clan rồi. Họ bắt đầu chiếm được khu vực chuối gần. Nico đang nhá rất nhiều và chúng ta xem Nico sẽ làm gì đây. Những tình huống purify từ Nico. Fate Clan họ đang bắn rất cẩn thận khi họ vẫn đang giữ 3 khu vực banana. Giờ thì Nico quay trở lại solo B, bách về 4A rồi. Big họ vẫn đang hầu rất chậm. Mục đích của Big trong round này là họ đang muốn chờ hết hai quả sớm bốc ở khu banana, họ sẽ quay về đánh B. Chắc chắn là như vậy rồi. Trong khi đó thì Alu đã di chuyển vào trong bom. Các thành viên của Fate Clan trong round này thì họ đang bỏ pit. Và bây giờ Ren bắt đầu di chuyển xuống pit. Kyo lại bắn ở trong bom. Các bạn thấy, vâng, Kyo là người chuyên bắn pit thì bây giờ lại đang bắn ở trong bom xe A. Còn Ren thì người chuyên bắn trong bom lại di chuyển ra pit. Và giờ Nico vẫn đang là người solo B. Vâng, vẫn còn quả smoke nữa. Và khi quả smoke này tan thì các viên Big họ chỉ còn khoảng 20 giây mà thôi. Và chúng ta hãy xem Big họ sẽ đánh đâu đây. Bắt buộc phải đánh A vào tình huống này. 20 giây mà đi lên banana là cơ hội rất bé. Bây giờ thì Karrigan đang muốn đẩy quả smoke. Vâng, có đẩy quả láo không? Bây giờ thì Karrigan chết bởi tội đẩy láo quả smoke. Nico đổi mạng kíp ở khu banana thành công. Nico lùi lại rồi. Và chúng ta xem tràn lên mid đến từ vị trí của Legia. Một tình huống bắt tham mình rất chuẩn của không được đâu. Vâng, nhờ nữa hoàng thượng trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà thanh niên Legia định móc máy hoàng thượng nhưng không thành công. Mà bây giờ thì Nico trả ra flash rồi. Nico bắn lỗi và nằm xuống bể nách. Hoàng thượng đang di chuyển ở trong bom xe B, không thể nhờ được. Và chúng ta xem hoàng thượng có mạng. Biết đấy hoàng thượng tôi bỏ mẹ rồi. Vâng, thằng này nó bắn kinh quá. Và giờ thì 3v2. Một tình huống chết rất là tai hại đến từ Alu. Và giờ thì tiếp tục mạng tiếp theo dành cho Nick. Chỉ còn lại một mình Ren mà thôi. Fate Clan họ đang thua những cái round đấu rất là đáng tiếc. Một tình huống Alu chuyển giữ mạng, một tình huống vừa rồi thì rõ ràng là team Big, team Fate Clan họ sẽ đi tích bom dễ hơn rất nhiều. Nhưng Alu một tình huống nhảy vào, kéo tâm ra và bắn trượt. Giờ chỉ còn một mình Ren thôi. Chúng ta xem Ren bắn trượt và nằm xuống bởi Nick.
Vâng, tỷ số là 3-4 dành cho các thành viên của team Big. Và lỗi đầu tiên thì chắc chắn là thuộc về Nico. Một tình huống mà các bạn thấy Nico bắn rất lỗi và sau đó đưa Hoàng thượng Alu vào một cái thế rất khó. Tỷ số là 3-4 dành cho các thành viên team Big. Còn xác suất bắn trượt của Hoàng thượng hôm nay đang là hơi cao. Mình nghĩ rằng Hoàng thượng nên chuyển khẩu AFP cho thanh niên khác bắn. Những tình huống mà các bạn thấy rằng Alu đang cầm orb và bắn không hiệu quả. Trừ những trường hợp mà địch tự đi vào tâm mình thì đa phần những trường hợp còn lại Alu bắn đều trượt. Khá là đáng tiếc. Tỷ số bây giờ là 3-4 dành cho các thành viên team Big. Đây sẽ là round Eco đến từ Fate Clan. Đang có 5 quả smoke các bạn thấy. Fate Clan họ đang rất chú trọng smoke. Thật sự thì ở cái map Inferno này mình nghĩ rằng quả smoke là một quả bom rất quan trọng ở cái map Inferno này luôn. Cực kỳ quan trọng. Và bây giờ thì bắt đầu chiếm chuối. Một lửa và một flash rất cơ bản. Nico đang muốn đẩy ra. Vâng, ui chú bỏ mẹ rồi. Vâng, rất may các bạn thấy. Những quả nết bay ra sau lưng Nico. Bây giờ thì Nico vẫn chưa nằm xuống. Sau đó thì team Big họ vẫn đang ném rất nhiều bom để họ có thể chiếm được khu vực đầu chuối. Sau tình huống mà Nico nhá ra vừa rồi, họ đang sợ hãi. Giờ thì Karrigan vẫn đang lắc ra nhá ở khu bom side B. Các bạn thấy tình huống nhá ra của Karrigan, mục đích chính là để giữ bom mà thôi. Bây giờ thì team Big họ vẫn đang chiếm rất chậm, cực kỳ cẩn thận. Các bạn thấy một khẩu op đi cùng với một kẹp với một khẩu AK, hai khẩu AK đi một khẩu op. Và giờ thì Big bắt đầu chiếm được khu banana hoàn toàn rồi. Thời gian còn có 1 phút. Và giờ thì vẫn còn 2 smoke đến từ Fate Clan. Vẫn đang nhà check và Karrigan phát hiện đối phương rồi. Vì thì Karrigan đang căn tham để trả smoke. Bây giờ thì các thành viên của team Big họ đang chuẩn bị set up bài B. Nhưng Fate Clan họ đang còn 2 quả smoke. Như vậy là bắt đầu ném smoke thôi. Bây giờ thì Karrigan bắt buộc phải ném smoke rồi. Tham còn 45 giây rồi. Vâng, cần phải trả smoke ở B ở cái tham minh này. Bây giờ thì smoke của ném ra rồi. Karrigan đang bò sau quả smoke. Chúng ta xem góc đứng Karrigan đang là rất dị. Vẫn còn một smoke nữa. Vâng, Karrigan sẽ trả thêm quả smoke nữa trong tình huống này. Đang nghe ngóng tiếng động. Giờ thì Karrigan sẽ trả bom. Bách B 5B rồi, mình thì cũng bị lừa đến thành viên team Fate Clan. Như vậy là không bị lừa. Thêm một smoke nữa ném ra mid. Trả lên mid đến thành viên của team Fate Clan, team Big. Và giờ đang bách về 3B. Đấu xong rồi. Như vậy Hoàng thượng với Via cũng bởi Tap Sen. Kyo đổi được mạng của Kip thành công. Bây giờ thì Kyo nằm xuống. Tiếp tục thì lên nằm xuống bởi God B. Và một round đấu mà thằng Karrigan nó lừa Hoàng thượng. Các bạn thấy một round đấu mà thằng Karrigan nó lừa Hoàng thượng. Bom side B chúng nó còn một quả smoke nữa. Mà thời gian còn có 25 giây. Vâng, tầm đấy chỉ có 25 đến 30 giây thôi. Nó còn một quả smoke nữa. Sao lại lừa Hoàng thượng, lại gọi Hoàng thượng cứu em, về backup cho em. Thế là ba thanh niên bom side A đang canh. Chạy lon ton chạy về. Chạy về thì thấy 3-4 thằng lên mid nhìn đều. Nó cười hì hì. Nó lên nó hello trên mid cái. Thôi bỏ mẹ rồi, bị lừa rồi. Vâng, đéo thì chấp nhận được thằng gần viện trưởng. Thì con mẹ nó trước lên nó đi lừa Hoàng thượng ạ. Rủ nhau về bảo cứu em ở bom xe B, chúng nó đánh B đông lắm. Về đéo thấy thằng nào địt mẹ ra, thấy 3-4 thằng nhìn đều rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Thế là Hoàng thượng chạy đéo kịp chết đầu tiên. Nhọ vãi lồn. Toàn gặp mấy thằng lừa đảo. Cận vệ hết thằng bắn kém thì địt mẹ đến thằng lừa đảo. Không thể chấp nhận được cuộc sống này. Bây giờ thì tiếp tục làm đúng đầy banana đến từ Fate Clan nữa. Tuy nhiên thì họ không chiếm được khu vực chuối. Vâng, mình nghĩ rằng là thằng Karrigan đéo về cận viện trưởng thì đâu. Tầm này chắc là thái giám. Trong phim Trung Quốc mình hay xem thằng này là giống kiểu là tổng công công, đúng rồi. Thằng này thằng Karrigan phải tầm cỡ công công chuyên phục vụ Hoàng thượng. Mỗi tội được ra thông tin láo là Hoàng thượng bị lừa thôi. Bây giờ thì tràn lên mid đến thành viên Fate Clan của team Big rồi. Chiến mid khá đơn giản. Fate Clan họ đang bắn rất bị động khi mà đội hình của họ lùi rất sâu, các bạn thấy. Lùi rất sâu và không có nhiều thông tin trong trận đấu này. Và giờ thì Karrigan đang bách về. Đang hầu Big luôn luôn họ đánh vào bom lúc nào cũng tham mình tầm 20 giây đến 25 giây. Họ luôn luôn chờ cho các thành viên của team Fate Clan hết bom. Fate Clan thì họ lại bắn với lối chơi đó là trả bom sớm. Các bạn thấy ở thời điểm này thì Fate Clan họ đang gần như hết sạch bom. Chỉ còn lại một quả smoke duy nhất ở vị trí Rain mà thôi. Giờ thì chuẩn bị set up bài A. Vâng, set up bài A nhưng lại quay về đánh B chắc. Nico đang góc kia op đẹp. Đây là một round đấu mà Fate Clan họ bắn 2 op. Giờ thì Nico với góc kia op này thì khả năng rất cao Nico sẽ có mạng. Và nếu Nico không có mạng thì chắc chắn Nico cũng có một cái thông tin. Và giờ thì Kip đang bò ra. Và Nico ạ, cũng đánh đồng Kip rồi. Vâng, bắt buộc phải đánh A rồi khi mà Nico đang góc kia ọp quá đẹp rồi. Bây giờ chúng ta xem chuẩn bị tràn nó bò xe à. Vâng, lửa ném đi đâu vậy? Một quả lửa rất dị, quả lửa ném lầu A. Vâng, quả lửa quá mới. Và bây giờ
tràn vào bom xe hay không. Bây giờ thì một bạn đi từ vị trí hòa lù Gobi, vâng Kyo hạ gục thành công Legia. Tiếp tục thì Kyo Shima có mạng rồi. Vâng, như vậy là hai player của team Big quyết định xếp xuống trong lào này rồi. Vâng, lần này thì không bị lừa nữa, thì Hoàng Thượng đã có một phong độ khác hẳn, không bị bắn láo, không bị lừa và có những cận vệ biết bảo vệ mình. Còn các bạn để thấy trong round này thì Alu đã làm một cái việc, đó là Alu đéo tin mấy thằng cận vệ nữa, khi mà Alu quyết định đứng rất xa và sau đó thì đứng ở những cái vị trí rất xa để đề phòng đối phương phi láo. Những tình huống phi láo đối phương thì không ai bảo vệ được Alu kịp thời trong những round đấu trước đó. Tỷ số là 5-4 dành cho Fate Clan. Tiếp tục là hai họp đến các thành viên của team Fate Clan. Và giờ thì đang là một chúng muốn phi banana nhanh. Keep down một chúng tăng lên với cầu họp. Và chúng ta xem Nico. Nico có bạn không? Nico có một mạng của Legia. Một chúng bắt họp rất nhanh của Nico. Lửa trả ra không thể phi láo được. Các bạn để thấy gặp Nico thì mọi việc nó khác rất nhiều so với gặp Alu. Một tình huống các bạn để thấy Nico vẩy một tình huống vẩy họp quá nhanh. Và sau đó pha di chuyển vào trong bom trả lửa, khiến cho những tình huống rớt bi láo của thành viên Big phát không có phát huy được tác dụng, thậm chí họ còn mất người từ sớm. Và giờ thì chuẩn bị set up bài B, sẽ làm chúng set up bài B. Vẫn còn smoke đến từ vị trí của Alu, à không phải là Karigan, như vậy hết sạch smoke rồi. Bây giờ thì Karigan đã trả smoke ra, có gọi hội về hay không? Karigan với cả Nico đang là bộ đôi canh B. Đây sẽ là một tình huống set up full mob side B của Big. Vâng, như vậy là quyết định bắn 2B không back về đến từ canh biên của team Fate Clan. Rất nhiều flat ném ra, vẫn không hề có dấu hiệu back về. Và bây giờ thì như vậy có vẻ như Alu đang đéo tin đồng đội nữa rồi. Tầm này thì Hoàng Thượng không tin thằng Thái Giám nữa. Karigan tầm này chắc chắn là đang gọi cứu, về 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 nó đánh full bom xe B. Tuy nhiên thì không back về. Và giờ thì back về rồi, Alu đang dùng back về để hỗ trợ đồng đội. Và Nico đang góc kill off rất đẹp, và chúng ta xem Nico có mạng không. Có flat ném ra, Nico có double kill rồi. Vâng, Nico lùi lại, còn smoke hơi lỗi, trả lửa ra rất đẹp đến từ vị trí của Alu. Bây giờ thì khó rồi, viên team Big rồi, họ đang bị quay. Và bây giờ Nico chưa có double chip một kill nhưng Alu đã có Gobi. Alu có cho mình 2-3 rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tao Xê và Alu kết thúc vào đấu với chip một kill này cho riêng mình. Tỷ số là 6-4 này cho Fate Clan. Vâng, như vậy là sau những round đấu không tin những thằng nội gián thì Alu đã bắn rất tay. Vâng, các bạn thấy không bị lừa, mọi thứ nó khác hẳn khi mà không bị thằng nội gián nó lừa để của mình nữa. Khi mà có những hậu cận vệ biết cover thì Alu đang tỏa sáng. Những round đấu trước chỉ là những cái lỗi lầm cá nhân mà thôi. Những tình huống bảo vệ Hoàng Thượng không thành công để cho 4-5 thằng nó vào để hiếp dâm Hoàng Thượng. Tuy nhiên thì round đấu này thì Karian với Nico đã hộ giá khá tốt ở khu bom xe B, giúp cho Hoàng Thượng tỏa sáng cách dễ dàng. Tỷ số là 6-4 dành cho thành viên Fate Clan. Và bây giờ là một round full bài tiếp theo. Big họ vẫn đang còn khá nhiều tiền. Và thậm chí nếu thua trong round tiếp theo này mà Big đặt được bom thì Big vẫn có thể full bài bình thường. Các bạn thấy Big thua 2 round rồi. Và nếu thua round này thì Big sẽ có được cộng 2.400 tiền. Và bây giờ thì Alu đang muốn tăng thẳng ra mid. Như vậy sự tự tin đã trở lại với Hoàng Thượng rồi. Trong khi đó tiếp tục là những tình huống muốn đánh B. 2 nết được ném ra. Còn Nico mất có 50 năm máu trong tình huống vừa rồi. Nết có phần hơi lỗi. Và giờ thì Nico vẫn đang giữ được banana rất chắc. Trong khi đó thì Alu vẫn là người kê ọp ở vị trí connector. Các bạn thấy đây là một tình huống cương thẳng mid luôn. Quyết định Kyo ra hộ giá cùng với cả lên. Một tình huống mà các thành viên của team Fate Clan họ quyết định bảo vệ bằng được Hoàng Thượng. Và Alu là người kê ọp nối. Trong khi đó thì Kyo Shima với lên đang một tình huống kẹp hai nhà đen và bỏ hẳn cục lầu A. Một tình huống quyết định bảo vệ bằng được tính mạng của Hoàng Thượng trong cái round đấu quan trọng này. Và chúng ta hãy xem Big có quyết định lên mid hay không. Bằng thiên la địa võng nó được răng ra rồi, chỉ chờ những con mồi của team Big tràn vào thôi. Bây giờ thì Big sẽ quyết định như nào. Vâng, Alu, Ren và Kyo, thậm chí Karigan đang back về ở trong bom xe A để kê lầu. Nico là một mình người solo B với khẩu họp mà thôi, rất lợi thế. Và bây giờ bắt đầu trả lời mid. Một mạng đến từ đây. Ren có một kill rồi, Ren có chút kill rồi, Ren nằm xuống bên Legia. Biển Kyo đẩy ra và chúng ta xem Kyo nằm xuống bên Legia, nhưng Legia yếu máu rồi. Karigan đang góc đứng đẹp, bây giờ Legia đang bò vào. Vâng, góc ngồi Karigan đang là khá tốt. Bây giờ thì Alu chưa có mạng. Vâng, Alu vẫn đang rất bình tĩnh và chúng ta thấy chém dao đi từ Alu rồi. Vâng, rút dao ra chém sạch sạch các chúng anh sợ, dọa tâm lý cho chính. Alu nằm xuống với Legia rồi. Cover rất lào đến từ vị trí của Karigan. Biệt thì Karigan chưa lộ vị trí, thêm quả blast nữa vẫn chưa tràn vào. Karigan đang nấp rất điếm tình huống này. Nico đang có tình huống mid và chúng ta xem Karigan. Karigan vẫn chưa có mạng. Biệt thì Karigan kết thúc thành công Legia.
một tiếng ủng hộ giá rất kém của Carrigan. Lửa để trả vào bên Carrigan, bắt buộc lùi ra. Carrigan đang nhá, Carrigan nằm xuống bên nách rồi, thời gian không còn nhiều. Bây giờ thì Nico chắc chắn sẽ đẩy vào, như vậy Nico đẩy vào, Nico nhảy ra, Nico nằm xuống bên nách rồi. Vâng, tỷ số như vậy là 5-6 dành cho Team Big. Một pha bắn quá lê đi từ vị trí của Nico. Bây giờ thì các thành viên của Team Fakeland họ vẫn đủ tiền để full buy round tiếp theo. Vâng, lại lần này thì lỗi lại thuộc về thằng Carrigan. Vâng, Carrigan không hộ giá thành công cho Hoàng Thượng. Thằng Legia nó còn có 10 mấy máu thôi mà thằng Carrigan lại nấp điếm để cho thằng Legia nó bỏ ra, nó móc solid Hoàng Thượng. Các bạn thấy không thể chấp nhận được cái team Fakeland này. Chúng nó đang thí Hoàng Thượng rất nhiều, không để cho Hoàng Thượng tỏa sáng. Nhất là cái thằng thái giám Carrigan, không thể chấp nhận được. Hết lừa Hoàng Thượng lại đến thí Hoàng Thượng. Vâng, địch còn có 15 máu mà không ra bắn nhau, nhát chết vãi lồn. Và bây giờ thì một mạng đến từ Nick, một pha đẩy láo đến từ thanh niên thái giám Carrigan không thành công. Bây giờ thì Nico vừa bị ăn nết yếu rồi, Nico đang lùi về. Vâng, Nico đã kịp thoát mạng trong tình huống vừa rồi, một tình huống mà Nico đi theo thằng thái giám, nhưng rất may là Nico đã kịp biết đường và rút lui rất nhỏ. Và giờ thì 4v5 khó rồi. Tuy nhiên thì Hoàng Thượng vẫn đang có cuộc họp, và chúng ta xem nhảy vào đây. Bây giờ thì Hoàng Thượng đang góc kê khá đẹp, Hoàng Thượng quyết định không đẩy ra. Bây giờ thì Hoàng Thượng đẩy ra, Hoàng Thượng nằm xuống bảy kíp rồi. Và giờ thì Nico có cho mình một mạng gót bì. Nico nằm xuống bảy nách, khó rồi. 2v4 xếp súng đến thứ hai player của Fakeland, tỷ số sẽ là 6-6 tại map Inferno này. Thực sự thì trước giờ mình thấy rõ ràng là bọn này bắn Inferno không hay cho lắm, cái bọn Fakeland này, đặc biệt là trong cái trận đấu mà chúng nó lại thí Hoàng Thượng của chúng nó nhiều quá, nhất là cái thằng Carrigan. Các bạn thấy một tiếng 3v2, thanh niên Carrigan để thanh niên 15 máu vòng ra móc đít alu trong tiếng vừa rồi, rất là đáng trách đến từ Carrigan. Một pha nấp rất điếm để thí Hoàng Thượng của mình. Tỷ số là 6-6 dành cho thành viên Team Big. Như vậy Kip đang quăng ném khẩu op đi để nhặt một khẩu op khác, mang một khẩu op đẹp hơn rất nhiều, không cho alu nhặt lại khẩu op này. Sáu đều là hai viên, không xếp được rồi. Như vậy là Rain vừa nằm xuống. Bây giờ thì Kyo cũng bị ảo gục luôn bởi Legia. Các bạn thấy một tình huống xếp súng không thành công đến thứ hai player của Fakeland. Và đây sẽ là round full Nico dành cho team Fake. Tỷ số đang là 6-6 và sẽ là 7-6 dành cho team Big thôi, chắc chắn là như vậy. 5 khẩu USP, không có nhiều cơ hội dành cho team Fakeland trong round tiếp theo này. Vâng, round đấu trước là một round mà Rain bắn rất tốt. Bây giờ tràn mít nhanh đến từ thành viên của team Fakeland, một mạng đến từ Nico rồi, bắn trượt đến từ vị trí của Kip. Để tăng vào, chúng ta xem đấu súng như vậy là Nick đổi được mạng của Rain. Tapsen có mạng kill, Halu lấy được một mạng của Nick trước khi nằm xuống với Tapsen. Và bây giờ Tapsen kết thúc round đấu với triple kill, 7-6 anh các thành viên của team Big. Một round đấu đẩy mít khá là bất ngờ. Tuy nhiên thì hỏa lực của các thành viên của Fakeland trong round đấu vừa rồi là quá ít. Họ có 5 khẩu USP và họ không có giáp giết gì cả. Giờ thì đang lên 4 khẩu và 4-4. Fakeland đang bắn theo phong cách tay to. Sáu bảy, 7-6 anh em team Big. 5 khẩu và 4-4. Nico đang là người duy nhất có full bomb trong round đấu lần này. Vâng, Carrigan đang có một trận đấu khá là tệ. Chính xác là như vậy. Tình huống di chuyển đọc ca tích sai khá nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng xem lại còn những tình huống chết chay nữa chứ. Bây giờ thì Big họ đang di chuyển rất tự tin ở cái map Inferno này. Thêm một quả smoke nữa, quả smoke che nối các bạn để thấy. Smoke che nối của các thành viên team Big là khá đi. Vâng, ném một quả smoke rất chính xác và mình nhớ cái vết đấy rồi. Giờ thì bò ra đến từ Godby. Godby đang đối đầu với Kiyoshima. Như vậy Kiyoshima nằm xuống với Godby rồi. Ngay lập tức đổi được một mạng đến từ Rain. Rain lại có cho mình double kill rồi. Nick cả gục Alu ở vị trí nối. Điều thì Rain vẫn đang solo ở trong bom. Rain đang bị quay và chúng ta xem Rain lộ vị trí rồi. Rain đang gặp khá khó. Bây giờ thì có mạng hay không? Như vậy là Carrigan lấy được mạng kíp. Rain nằm xuống với Godby. Giờ một tiếng 2v2. Carrigan đang muốn đẩy vào. Nico và Carrigan sẽ là người cố gắng đi bom. Bây giờ đẩy vào rồi. Carrigan nằm xuống với Nick. Nico chưa có mạng. Vâng, Nico có vẻ như đã lộ vị trí rồi. Chúng ta xem Nico. Nico vẫn đang cố gắng nhìn quả súng bom one way. Như vậy chưa lộ vị trí từ Nico. Đang chờ quả súng tan. Để Nico trả thêm quả súng bom nữa. Và Nico sẽ di chuyển như thế nào tình huống này. Nấp rất điếm. Vẫn còn một lửa và hai flash. Và chúng ta xem Nico. Nico quyết định đi quả smoke và hỏng rồi. Thôi hỏng rồi. Bây giờ Nico lại đi ra, không thể cứu được và quyết định xếp súng đến từ Nico. 8-6 thành cho các thành viên của team Big. Đó là điều chắc chắn. Bây giờ Nico kết thúc thành công next rồi.
trả một quả flash ra. Các bạn thấy một quả flash rất đĩ đời, không thể làm gì được. Đang muốn nhặt orb đi từ Nico, mình biết chắc như vậy nhưng quyết định là không nhặt orb rồi. Tỷ số như vậy là 8-6 anh nhóm thành viên team Big. Rain vẫn là người bắn tốt nhưng Kyo với Alu lại có một tình huống chết chay. Và giờ thì có một khẩu orb vứt cho hoàng thượng. Các bạn thấy có bao nhiêu orb, thằng nào cầm orb không cần biết. Vâng, dù rằng rõ ràng các bạn thấy rằng Nico là người bắn orb rất tốt, nhưng mà tất cả những thành viên khác cứ có orb. Nhiệm vụ đầu tiên phải nhìn xem hoàng thượng trên tay cầm orb hay không. Thấy hoàng thượng tay bơ vơ không có orb là phải đấy, hiểu rồi đấy. Địt mẹ mày, vứt ngay cho bố mày, đừng chậm là chết đấy, chậm là chết ngay. 86 anh nhóm thành viên team Big và hoàng thượng lại có orb rồi, và chúng ta xem hoàng thượng có tỏa sáng không. Úi rồi, vâng, tí nữa thì hoàng thượng có mạng. Giờ thì đang là một tướng phi lên khu vực lầu A khá nhanh. Đây sẽ là một tướng nhảy lầu tiếp chăng, khi mà Big họ đang chủ động đi ba lầu A đẩy vào. Như vậy Kyo vừa bắn yếu Godby, Godby một tướng toát mồ hôi. Bây giờ thì Godby chỉ còn có 6 máu thôi, đang đẩy 2-3 na. Kip đang là người duy nhất kề móc. Giờ thì các anh viên Fake Land họ đã bắn cương hẳn 2-3 na để họ móc mid luôn. Alu bắt đầu trả smoke mid rồi. Giờ thì Alu đang lùi hẳn về sâu. Vâng, một tình huống Alu không tin tưởng cận vệ của mình. Banana đang ép rất gần. Chúng ta lại xem Karigan đứng gần và Nico là người đứng xa. Bây giờ thì cả như vậy những tình huống nhảy check rất kinh nghiệm đến từ vị trí Kip. Vâng, Karigan nấp rất điểm. Karigan có được một mạng rồi, đổi xong cầu AK. Bây giờ Karigan chưa có đâu kiểu. Nico nằm xuống, Karigan bị gục bởi Kip rồi. Thôi bỏ mẹ rồi, hai thằng cận vệ cánh B kém quá. Giờ thì bom xe B đã thủng. Tuy nhiên các thành viên của team Big họ đang bắn rất chậm. Bách về 3B đến từ team Fate Clan. Vâng, chạy việt dã rồi, thôi lại bị lừa rồi. Vâng, chúng nó lại lừa hoàng thượng rồi. Tầm này thì Alu cứ phải chạy việt dã khỏe mạnh luôn, không vào B vẫn đang rất từ tồn. Như vậy là chiếm được bom xe B và bách về 2A ngay lập tức đến từ các thành viên của team Fate Clan. Có fake thêm một lần nữa hay không, chúng ta cũng xem. Như vậy là quyết định chuẩn bị tràn ra mid. Một tiếng bóp bóp flat bóp dài ông nội rất là nhiệt huyết. Giờ thì Rain đang bóp cường skill và Alu và Rain. Như vậy một bạn đến từ Alu rồi. Rain có cho mình một bạn, Rain có một kill rồi. Bây giờ thì Alu vẫn chưa làm xuống, chỉ còn lại một mình Nick và Rain có cho mình triple kill. 7-8 anh có thành viên của team Fate Clan. Vâng, quả nết của Alu là điều bắt đầu những điều kỳ diệu. Các bạn thấy một tình huống Alu bị ăn một quả smoke che mắt, nhưng quả nết rất chính xác của anh đã làm cho các thành viên của team Big choáng váng và họ không hình dung được đối phương ở đâu. Và tỷ số là 7-8 anh cho team Fate Clan. Một round đấu xuất sắc nữa đến từ vị trí của Rain. Vâng, một trận đấu mà Rain bắn rất hay. Tuy nhiên những người đồng đội của anh đang thi đấu không đúng với phong độ. Và bây giờ sẽ đến với round Piston. Karigan đang là người lên full bomb trong tình huống này. Một smoke, hai flash. Và Alu quyết định lên giáp rồi. Trong khi đó các anh viên của Big họ lại lên bom lửa trong cái round Piston này. Khá là bất ngờ. Rất ít người người ta lên bom lửa những round Piston, tại vì quả bom lửa nó là quá đắt. Chúng ta xem, hình như là một tiếng muốn đẩy mid. Bây giờ là một tiếng ép thẳng mid đến các anh viên của team Big rồi. Có lửa để trả ra để chặn đứt bà nà. Thêm một quả flash nữa. Bây giờ thì Kip. Như vậy Kip, Kip thôi bỏ mẹ rồi. Karigan đổi một mạng nhưng Tapsen có đâu kìu. Tapsen có chip một kìu rồi. Một tiếng đẩy 4 mid rất bất ngờ. Và hoàng thượng không được hộ giá thành công một tiếng vừa rồi. Giờ thì bom đang rơi. Chúng ta xem Kyo. Kyo như vậy là Rain vừa nằm xuống bảy Legia. Khó rồi. Kiyoshima đổi được một mạng của Tapsen thành công. Đây là Kiyoshima đang dùng solo aim. Vẫn chưa có mạng đến từ Kiyoshima. Và giờ thì Kiyoshima đang đứng một vị trí rất khó khi mà bom rơi. Vâng, thêm quả smoke để che mắt. Giờ thì Kiyoshima bắt buộc phải nhảy quả smoke. Bây giờ thì Kiyoshima còn có 38 máu thôi. Vâng, vẫn không có mạng. Một tình huống đầu súng rất rằng co và hai player đang tốn quá nhiều đạn ở tình huống đầu súng này. Giờ thì Kyo còn 8 máu thôi. Lại bắn nhau và Kyo nằm xuống bởi Godby rồi. Tỷ số là 9-7 cho các thành viên của team Big. Tầm này thì chắc rất nhiều bet thủ dành cho bet thủ của Fate Clan đang đái ra máu rồi. Mình khẳng định là như vậy. Tỷ số bây giờ là 9-7 thì các thành viên team Big. Bây giờ tiếp tục là một round full buy. Và Fate Clan họ đang có hai khẩu Nico, Kiyoshima và Nico. Nico là một trong số những player bắn Nico hay nhất thế giới hiện nay. Các bạn thấy một tình huống nhảy check rất kinh nghiệm của Nick. Và Nick vừa có cho mình một thông tin rất quan trọng, đó là banana đông, second mid đông. Giờ thì Rain đang có tăng lên mid với khẩu P50.
Vâng, bắt đầu chiếm mid rất đơn giản này các thành viên team Faze, các bạn thấy rất tự tin với phong cách tay to của mình, chiếm mid không tốn một quả bom nào cả. Và giờ thì Keep đang muốn bắn theo tham mình, như vậy là Keep đấu súng, Keep có cho mình một mạng Rain rồi. Một tiếng hạ gục Rain khá là đơn giản, đẩy ra không bằng một tiếng đẩy ngược ra. Bây giờ các thành viên của team Big họ đang muốn đẩy chiếm ngược lại mid, họ đang back về 4B trong tiếng 4A trong tiếng này rồi. Móc bàn à, một mạng đến từ Tap Sen lại là một tiếng cò vơ thành công. Tap Sen có cho mình double kill, khi hạ gục luôn cả Nico. Các bạn thấy không một ai kê bàn à cả, không một ai cover cho hoàng thượng trong tiếng vừa rồi để cho địch móc hoàng thượng. Giờ thì Rex hạ gục được Karigan rồi, chỉ còn lại một mình Kiyoshima mà thôi. Một vết 4. Vâng, Kyo sẽ làm gì đây? Vâng, như vậy Kyo chuẩn bị nằm. Một viên UMP 4531 rồi. Bên Kyo bị hạ gục bởi Keep. Một round đấu mà các bạn thấy các thành viên của team Big họ bắn đến 5 khẩu SMG và họ không mất một người nào cả. Quá là đơn giản. Tỷ số là 17 thành cho team Big. Và chuẩn bị sẽ là 11-7. Chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn tỷ số sẽ là 11-7. Hàng tầm này thì chắc chắn là nhiều thanh niên đang đái dặn rồi. Rất nhiều thanh niên đang đái dặn với màn bét phết. Rain đang có cho mình một quả flash. Bây giờ lại là một chúng em mid nữa. Hai nết được trả ra. Ngay lập tức thì có lùi xuống hay không? Chúng ta xem có flash để ném ra. Tràn ra đấu xuống một mạng. Tạm xe. Tạm xe có triple kill. Và Godby có cho mình 2 mạng. Kết thúc round đấu thì số 11-7 hành cho các viên team Big. Vâng, một tình huống sấy rất tốt của Tạp Sen. Dù rằng Tạp Sen ăn một quả flash đã mặt trong tình huống vừa rồi. Tỷ số biết là 11-7 thì các viên team Big rồi. Và giờ thì các thành viên của team Big họ lên một khóa họp, Keep lên một khóa họp. Trong khi đó 4 thành viên còn lại họ vẫn đang rất tự tin. Các bạn thấy 4 khẩu UP45, Tap Sen đang có 8.001 tiền. Thật sự là kinh khủng, 8.001 tiền ở cái round đấu thứ 4 bên phía CitySide. Và giờ thì Alu, hoàng thượng có tỏa sáng với khóa họp hay không? Có một flash và một lửa. Nhảy, nhảy. Vâng, như vậy là tình huống rồi. Có vẻ như Alu đã bắn trúng. Chúng bắn xuyên qua tường. Chúng Tap Sen mất 30 máu thì phải. Không nhầm là như vậy. Bây giờ thì quả smoke che Banana đã được ném ra. Chính xác rồi. Và Tap Sen đang tình huống ép khu vực Banana gần. UP45 là một khu gần cực tốt. Đó là lý do tại sao anh Miền Big họ muốn đẩy Banana và Tap Sen sẵn sàng bắn ở khu vực tầm gần. Rồi như vậy có vẻ như lộ vị trí rồi. Thêm một lửa nữa. Và giờ đi spam. Như vậy là Tap Sen đã chạy thoát trong tình huống rồi. Rất may là có một quả smoke đồng đội kịp. Nico có vẻ dự đoán là Tap Sen ở vị trí bên phải. Và chúng ta xem Nico. Nico đang muốn đẩy thẳng lên để kết thúc của Tap Sen. Như vậy là không thể có mạng dành cho Nico. Vâng, bây giờ thì lại bỏ cây chuối và chuẩn bị Tap Sen lại thì cũng móc Banana mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta xem tình huống tràn mid như này. Chưa bắt đầu chiếm được mid đến từ team Faze Clan rồi. Tuy nhiên họ đang rotate ngược lại để di chuyển về để đánh bo xe B. Sẽ là tình huống fake A và đánh B. Và giờ thì Alu sẽ không góc kê trước. Keep sẽ là người kéo tâm ra sau. Chúng ta xem Alu đối đầu với Keep. Vâng, như vậy là nhung nhá. Lộ vị trí rồi. Keep bây giờ bắt đầu trả lửa ra. Bắt đầu tăng lên. Rain kết thúc của Tap Sen thành công ở vị trí con Hector. Giờ thì có mạng dành cho Keep hay không? Như vậy là Keep có được một mạng của Nico. Bây giờ thì chưa có double kill. Legia cũng lên thành công. Giờ thì Kaiga đổi mạng Godby. Vẫn làm thùng 3 vết 3. Giờ thì bom đang di chuyển về B rồi. Vâng, smoke che City Bay bắt đầu tràn vào khu bom xe B. Keep down người solo B duy nhất. Hoàng thượng đang cố gắng đẩy vào. Nick có mạng Karigan nhưng Keep Alu. Bây giờ thì Alu kết thúc thành công Keep ở trong bom xe B. Bom được đặt luôn đến từ vị trí của Alu. Nhảy thẳng qua smoke và chúng ta xem. Bây giờ thì Hoàng thượng một phía đại dễ với lộn mà. Làm được mà Hoàng thượng ơi. Bây giờ thì Hoàng thượng vẫn đang chưa thể có mạng trong tình huống này. Một phía đại và đã lộ vị trí rồi. Bây giờ thì Alu sẽ làm gì đây? Alu đang cố gắng di chuyển và chúng ta xem Alu. Alu, như vậy Alu nháo một nhịp giống thế giới rồi. Bây giờ thì Alu, Alu có một mạng của deck rồi nhưng bom được gỡ thành công. Một tình huống quá chậm đến từ vị trí của Alu. Và tỷ số như vậy là 12-7 dành cho các thành viên team Big. Vâng, Alu đã quá cay cú trong tình huống xử lý không thành công vừa rồi. Quyết định rút dao chém lên tường. Không thể được. Mười hai bảy dành cho thành viên team Big và bây giờ Faze Clan bắt buộc phải có một tình huống time out tactic. Bây giờ sẽ là một tình huống time out tactic dành cho thành viên của team Faze Clan. Full buy hay fork buy đây, như vậy là một round đấu fork buy. Lục giáp 1 đến từ thành viên của team Faze Clan rồi.
lục giáp 2. Họ đang có khá nhiều tiền sau cái round đấu đặt bom thành công vừa rồi. Nếu mà hôm nay Faceland thua thì đây sẽ là bất ngờ lớn nhất trong những loạt trận đấu ngày hôm nay, khi mà các đội cửa trên ở những loạt đấu trước họ đều có chiến thắng. Và bây giờ thì Alu cần phải tỏa sáng cho round tiếp theo này. Lại là một cú đẩy banana nữa. Các thành viên của Faceland họ không có cách nào chiếm được cái khu vực banana này cả. Rất là bất lực, bất lực luôn. Bây giờ thì bắt đầu nhảy ra rồi. Các bạn thấy một tiếng nhảy check của Nico, có vẻ như biết Laika ở đâu. Vâng, lửa bắt đầu trả vào Nico như vậy, lửa lỗi, rất may. Tiếng ném lửa lỗi, giờ Laika không thể đẩy lên được. Nico cover, như vậy Alu hạ gục thành công Laika. Một tiếng hoàng thượng bảo vệ thành công cận vệ của mình. Vâng, rất là tai hại khi khẩu AK lại rơi vào tay của thanh niên Nico. Hậu quả sẽ khôn lường. Chúng ta xem có đánh AB hay không. Nico nhặt được thêm một quả smoke nữa. Chỉ ném quả smoke trên CD Bay là mọi thứ đã khác biệt rất nhiều. Trong khi đó thì đang bách về bắn 2B rồi, 2B và 2A. Và giờ thì các anh viên Faceland họ đang đi 3-3 na vào tình huống này. Trong bom vẫn đang còn một thanh niên tay rất to, đó là Tapsen. Chúng ta hãy xem bộ đôi Nick với Tapsen sẽ có một tình huống giữ bom side B. Trong khi đó Faceland họ vẫn đang muốn đánh vào bom side B. Đang đi 4B, bây giờ thì chuẩn bị di chuyển về 5B. Vâng, 5 đánh 2. Liệu hoàng thượng có tỏa sáng tình huống này hay không? Trong khi đó Nico đang có một khẩu AK rất là tuyệt vời. Giờ thì sẽ là có một quả smoke ném ra. Các bạn thấy quả nết trúng rồi. Và các thành viên của team Big họ nghe thấy không tình huống rồi. Vâng, chắc chắn sẽ nghe thấy quả nết trúng. Nick đang thì cũng đứng gần cương skill. Và giờ thì bắt đầu tràn vào theo tham mình. Thời gian còn có 20 giây thôi. Vẫn còn thêm flash. Bây giờ Tapsen vẫn đang nhảy check. Các bạn thấy lửa để trả ra. Thời gian đang còn rất ít. Bắt đầu đánh bài bom xe B. Thêm flash nữa để ném vào. Và giờ sẽ là những tình huống đấu súng. Và giờ chúng ta xem một mạng đến Tapsen rồi. Tapsen chưa có 5 kill. Bây giờ Tapsen có 5 kill. Nick cả cùng thành công game. Như vậy là Tapsen và Nick kết thúc round đấu với tỷ số 13-7 những thành viên team Big. Vâng, một round đấu với thành viên team Big họ không mất một. Vâng, 2B không chết một ai cả. Và 5 thành viên của team Faceland đều nằm xuống. Các bạn thấy một tình huống kẹp chéo cover nhau quá hay. Những tình huống buff flash vào cho tham mình cực kỳ chuẩn. Rất khó cho Faceland round đấu vừa rồi. 13-7 những thành viên team Big. Rất là bất lực ở cái map Inferno lần này. Mười ba bảy. Giờ thì Faceland họ sẽ làm gì đây? Thật sự thì trận đấu này mình không trách quá nhiều Faceland họ bắn lỗi. Mà cái điều mình trách nhiều nhất đó là điều mình nghĩ quan trọng nhất là trận này các thành viên Big họ bắn rất hay. Đặc biệt là thành viên Tapsen. Bây giờ chúng ta xem Tapsen lại đẩy gần để đối súng với Nico bằng được. Một mình Lega là người nhảy check mà thôi. Trong đó Tapsen sẽ là người đấu súng. Bắn rất cục luôn, không thèm ném bom banana nữa. Vâng, như vậy là các thành viên của team Faceland họ không câu được bom. Họ rất khó có thể tràn vào. Flash tiếp tục được trả ra. Bây giờ Tapsen đang đẩy ra. Như vậy Tapsen vẫn chưa lộ vị trí. Bây giờ thì một mạng đến tuyệt kíp rồi. Alu nằm xuống. Nghe phút Karigan nhặt lấy khẩu họp. Trong đó Kiyoshima trận đấu này đang thi đấu rất là tù túng, không nổi bật. Giờ thì lại là một đúng nhảy check lên từ vị trí của Nick. Rain có đẩy vào hay không? Bây giờ Rain, Rain đẩy ra, Rain nằm xuống gần Nick rồi. Nhưng Nico vừa có mạng của Tapsen thì cũng đẩy láo, Tapsen không thành công. Bây giờ thì Nico sẽ làm gì đây? Một lửa để trả ra, đang muốn đẩy về vị trí banana. Trong đó thì Lega đang đúng cưng gần. Như vậy Lega có một mạng trước khi nằm xuống với Karigan. Định tăng thẳng bom xe B. Tuy nhiên thì khá là khó. Đang back về City Bay rất nhanh đến từ vị trí của Kip rồi. Và smoke được che mắt, bom sẽ đặt thành công. Và giờ thì bom sẽ đặt thành công. Chúng đặt bom hơi vội vàng. Có flash đã ném ra, có flash rất chuẩn. Và bây giờ thì Karigan. Như vậy Karigan chưa có mạng kíp rồi. Vâng, Karigan nằm xuống bởi Nick. Một tình huống cover rất tốt của Nick trong tình huống vừa rồi. Thêm bom để trả ra. Và bây giờ thì Kyo đang quăng check banana. Vâng, như vậy vẫn đang không tình huống mọc banana. Và Kyo đang đứng vị trí khá xấu. Chúng ta xem Kyo. Kyo bị bắn trúng rồi. Bây giờ thì Kyo nằm xuống bởi Nick. Tỷ số là 14-7 dành cho các thành viên của team Big. 14-7 thì các thành viên team Big. Faceland đang đứng rất gần với trận thua đầu tiên ở cái vòng loại bây giờ lần này, khi mà Big họ đang có một sự chuẩn bị rất lớn, ở rất tốt ở cái map Inferno. Các bạn thấy Big họ đang bắn rất hay ở map Inferno này, rất dẻo dai và khoa học. Lối chơi của team Big cực kỳ khoa học luôn. 2B của họ bắn rất tốt, 3 bom xe A của họ bắn cũng rất tốt. Họ có những phương pháp giữ bom rất hay, đó là những tình huống nhảy check được sử dụng cực kỳ nhiều luôn. Trong khi đó thì Faceland họ thường xuyên không đẩy vào khu vực banana.
Faker Clan họ không chiếm được khu vực 3 na này, khiến cho họ bắn rất khó. Khi mà Big họ luôn luôn giữ bom, và mỗi lần các thành viên Faker Clan họ vào bom B thì lúc nào cũng còn ít, rất ít tham. Trong khi đó thì ngày hôm nay thì có một điều rất bất ngờ, đó là Faker Clan tại sao không đánh vào Mosea một tí nào cả. Vâng, chỉ có lại Faker A thôi, lúc nào cũng đánh về B, rất dị luôn, không chịu đánh vào A. Tỷ số là 14-7 cho nhóm em lên team Big. Vâng, Big cọ vẫn đang còn rất nhiều tiền. Bây giờ thì thật sự là việc comeback lên được 15 năm đã là một điều rất khó cho Faker Clan rồi. Và bây giờ chúng ta hãy xem Faker Clan sẽ làm gì trong round tiếp theo. Có vẻ như sau tình huống bao rồi sẽ quyết định đánh A chăng. Đang không đúng đẩy lâu A. Bây giờ thì Godby ném quả lửa vào rất cục xúc các bạn thấy. Godby đang không đúng đẩy lâu A rất cục. Giờ thì back về 3A rồi, lại là 3A 2B. Faker Clan họ vẫn muốn đánh B. Bây giờ thì Nico bắt đầu ném lửa đẩy đối phương về. Một lửa để trả ra, thêm một quả smoke nữa. Rồi thì Nico như vậy lỗi rồi. Nico đối đầu Top Sen, ai sẽ người chiến thắng? Như vậy Nico nằm trôi. Top Sen có double kill gà một vườn cá lù. Giờ thì hai bom CB lại chết các bạn thấy. Vâng, mid có thể đánh được vào nhưng mà bom CB cứ chết như thế này thì làm sao bắn được, nhảy thẳng qua smoke. Và bây giờ thì K nằm xuống bị kíp rồi. Mất bình tĩnh, búp flash và nhảy thẳng qua smoke luôn. Bây giờ chỉ còn lại Kiyoshima và Rain mà thôi. Nhưng có vẻ như sự kiện đó đã xảy ra thật sự rồi. Cứ tôi cắt Fate Clan là Fate sẽ thua. Mà bây giờ Fate sắp thua thật. Vâng, 15-7 dành cho các viên của Big. Quá khó rồi. Khả năng rất cao là Fate sẽ thua trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, cứ tôi cắt Fate là y rằng là Anglu sẽ thọt. Và từ sau cứ trận nào Fate mình sẽ cử đại diện Tùng TT ra cắt để cho Fate Clan có cơ hội chiến thắng. Chứ thế này thì căng quá. Bảy mươi lăm dành cho thành viên của team Fate. Giờ thì quá khó rồi. Thực sự trước giờ mình thấy rằng bọn Fate này là bắn Magifano này chưa bao giờ hay, và hôm nay cũng vậy, rất thiếu sự liên kết giữa các vị trí. Bây giờ thì Godby đang muốn đẩy vào A. Godby có được một mạng của Rain rồi, đang lùi về như chỗ người nhưng không được rồi. Kiyoshima cũng thiếu móc máy thành công. Bây giờ Kiyoshima nằm xuống về kíp. 4v2 Fate thực thua trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là Nico với Alu vừa bất ngờ có cho mình hai mạng. Ngay lập tức thì Alu bị gục bởi Nick rồi. Còn lại một mình Nico thì cũng 1v2 thôi. Vâng, Nico đang muốn làm gì? Nico đang muốn đẩy ra. Quyết định đặt bom hay không? Chúng ta xem. Lửa để trả ra. Và bom để đặt fake một lần. Chúng ta xem Nico vẻ như đang muốn đẩy ra. Một thứ cũng đặt bom về vị trí nối khá mạo hiểm. Giờ thì hai thành viên của team Big họ đang chủ động đẩy hỏng với nhau để đổi mạng. Thôi bỏ mẹ rồi. Thôi. Bây giờ để một bạn đến từ vị trí của Nico đang solo lên một thứ này. Vâng, Nico vẻ như biết Top Sen ở đâu. Đang nhá rất nhiều từ Nico, rất khó chịu hai player đang chơi đấu kỳ. Và Nico có được mình triple kill với thúc nào đâu, với một chiến thắng hay thành viên team Fate Clan. Quá bất ngờ. Một tiếng clutch thành công của Nico trong tình huống vừa rồi. Vâng, một tình huống mà Nico đứng ở vị trí rất khó nhưng vẫn có thể clutch được thành công. Tỷ số là 85 dành cho các thành viên của team Fate. Liệu comeback hay không đây? Bây giờ thì Alu tiếp tục được đồng đội tin tưởng giao phó cho trọng trách rất cao cả, đó là bắn off. Alu thì từ đầu trận giờ lúc nào được đồng đội cứ nhặt được off thì mặc định là sẽ địa chỉ được đưa đến sẽ là nhà Alu mà thôi. Tuy nhiên thì số mạng mà Alu giết được địch bởi có off thì đó là quá ít, thường chỉ giỏi lắm được một mạng mà thôi. Bây giờ Top Sen lại đang muốn đẩy ra. Như vậy là Top Sen nhìn thấy Alu và nghe tức lùi về. Chả có smoke. Bạn thấy Big họ giữ smoke rất tốt. Trong khi đó thì Fate Clan họ vẫn đang đánh rất chậm, không dám bỏ ra mid luôn. Có flash ném ra. Có tràn lên mid không? Như vậy là một tiếng flash ném ra bóp dài đồng đội. Một tiếng búp flash bóp dài đồng đội từ vị trí của Rain mà thôi. Giờ thì bò lên mid rồi. Smoke được ném ra trời nối. Và bây giờ thì bò lên mid, chiếm mid. Tuy nhiên thì Fate Clan trong trận đấu ngày hôm nay họ đánh A rất ít. Mình nghĩ rằng họ cần phải đánh A nhiều hơn. Quét vào bom xe A. Vẫn đang hầu 4 mid và thời gian đang còn 40 giây. Trong đó thì một mình Nico là người đi game. Nico sẽ là người fake B vào đúng này.
Bây giờ thì chuẩn bị có tràn ra hay không? Có vẻ như đang muốn tràn ra bom xe. Một mạng đến từ vị trí của Godby khi Alu là người nằm xuống. Và Hoàng thượng chết đầu thì hơi khó rồi. Bây giờ Nick đối đầu Karrigan. Bây giờ Nick, Nick kết thúc được Karrigan ở vị trí connector. Bom đang được di chuyển về B. Giờ thì Nico phải tỏa sáng. Tuy nhiên góc kề của Tapsen đang là đẹp hơn rất nhiều. Nico ăn quả lửa yếu máu rồi. Bây giờ Tapsen nằm xuống với Nico. Có mạng đến từ vị trí của Legia. Thời gian còn có 9 giây. Legia bị ăn gục bởi Kiyoshima rồi. Bom được đặt luôn. Bây giờ Nico đang cover cho đồng đội. Móc 2-3 nào thì cũng này. Nico đang bị móc và bây giờ Nico đang thay đạn. Thôi bỏ mẹ rồi. Vâng, Nico nằm xuống với kíp khó rồi. Bây giờ Kyo, Kyo nằm xuống và tỷ số là 16-8 thành cho thành viên team Big. Vâng, 16-8 thành cho thành viên team Big và Fate Clan đã gây ra một bất ngờ rất lớn ở cái vòng thi đấu đầu tiên này. Các bạn thấy bất ngờ rất lớn khi mà họ để thua 85 ngay ở trận ra quân. Có lẽ trong những lượt thi đấu đầu tiên thì tiếp theo thì mình nghĩ rằng Fate Clan họ sẽ ban cái map Inferno đi, khi đây là một cái map thi đấu họ bắn rất tệ. Cái map Inferno này là một cái map phải back rất nhiều, nghĩa là cái map này các bạn phải di chuyển đội hình rất nhiều. Back A, back B, đây là một cái map để di chuyển đội hình chứ không phải là một cái map bắn cứng trong bom. Tuy nhiên thì team Fate Clan họ bắn quá là bị động. 3A và 2B gần như là mặc định. Và trong khi đó khi mà đã bắn bị động rồi thì họ lại không có sự chắc chắn ở các vị trí. Một map thi đấu mà Rain bắn khá hay, tuy nhiên thì như thế chưa đủ. Chưa kể việc họ bắn T-side rất tù. Fate Clan họ bắn T-side rất là tù ở cái map thiếu này. Và như vậy là rất nhiều anh em ra D sau trận đấu vừa rồi.